Thưa quý vị, trong bức tranh chính trị đầy biến động, chính phủ Kiev vừa qua đã thực hiện một động thái không ai ngờ tới khi mà quay xe 180 độ một cách đột ngột. Điểm nổi bật nhất trong sự biến chuyển này là quan điểm mới của một số cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine, người vừa tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Nga để chống lại phương Tây. Đây là một bước ngoặt ngoạn mục, phá vỡ mọi khuôn mẫu và dự đoán trước đó. Câu hỏi đặt ra là liệu đây chỉ là một động thái tạm thời sau thời gian dài cảm thấy bị phương Tây lãng quên, hay đó thực sự là bước đi chiến lược mà Ukraine muốn thực hiện khi nhận ra rằng phương Tây không phải là người bạn đồng hành đáng tin cậy. Lưu ý rằng sự đối đầu này không chỉ làm dấy lên một làn sóng chính trị mới mà còn đóng sập mọi cánh cửa hội nhập vào EU và NATO cho Ukraine. Hơn nữa, động thái này cũng bộc lộ sự chia rẽ sâu sắc trong nội bộ chính phủ Kiev, một vết nứt có thể mở ra những hệ lụy không lường trước được. Chúng ta sẽ cùng chờ đón và xem xét những diễn biến tiếp theo trong tình hình phức tạp này. Câu chuyện còn nhiều hơn thế và chi tiết sẽ được tiết lộ trong phần tiếp theo. Quay xe 180 độ, cựu cố vấn cấp cao của ông Zelensky muốn Ukraine hợp sức với Nga chống phương Tây. Theo tờ RT đưa tin, mới đây trong một buổi phát sóng mùng 5 tháng 1, cựu cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Zelensky, Alexei Arestovych, đã đưa ra ý kiến rằng Ukraine cần đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, Kiev và Moscow nên đoàn kết để kiện phương Tây. Theo Tarik Sirama, một nhà sử học đến từ Đức, làm việc tại Đại học Cork, Istanbul về Nga, Ukraine và Đông Âu cho biết, ông Arestovych là một người có ảnh hưởng đặc biệt ở Kiev. Ông này từng thúc đẩy mạnh mẽ cuộc chiến của Ukraine để chống lại Nga. Nhưng giờ đây, ông muốn chấm dứt nó và đổ lỗi cho phương Tây vì nhìn thấy Ukraine cốt lõi chỉ là con tốt thí cho phương Tây mà thôi. Ông Arestovych từng làm trợ lý cho Tổng thống Zelensky từ năm 2020 đến năm 2023, đã bày tỏ sự nuối tiếc rằng người Ukraine đang hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề ở một số thị trấn tỉnh lẻ. Chúng tôi đã làm hài lòng các lãnh đạo ở Washington và Brussels, những người đứng xung quanh chúng tôi và vỗ tay, nhìn vào một con khỉ Ukraine đang cầm dao lao vào cuộc chiến. Ông Arestovych tự trả lời, được RT trích dẫn lại. Theo nhà sử học Tarik Sirama, sự quay ngoắt 180 độ của ông Arestovych là điều gây bất ngờ. Nó tương phản với hình ảnh hiếu chiến chống Nga mạnh mẽ của ông này trước đây. Vào năm 2019, chính ông Arestovych là người đã dự đoán về một cuộc chiến tranh lớn và tàn khốc của Ukraine với Nga liên quan đến nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, điều đã thực sự xảy ra vào năm 2022, khiến nhiều người thán phục ông Arestovych về tài tiên đoán của mình. Thời điểm đó, ông Arestovych vẫn ủng hộ việc Ukraine gia nhập NATO sau cuộc chiến lớn chống lại Nga mà ông tin rằng Ukraine sẽ thắng, đồng thời kiên quyết nói không với ngoại giao, thỏa hiệp với Nga để lập lại hòa bình. Thế nhưng, ông Arestovych đã thay đổi quan điểm hoàn toàn trong một cuộc phỏng vấn mới đây với nhà báo kiêm phát thanh viên Yulia Latynia khi muốn Ukraine đạt thỏa thuận với Nga và cùng nhau kiện phương Tây. Ngay cả nhà báo Latynia cũng cảm thấy rằng ý tưởng của ông Arestovych về việc Ukraine cùng Nga kiện các quốc gia NATO là một điều không mấy hy vọng, thậm chí là vô vọng. Thế nhưng khách quan mà nói, cả ông Arestovych và nhà báo Latynia đều quên mất một điểm quan trọng. Phương Tây nợ Ukraine hay không nợ Ukraine không quan trọng. Quan trọng là phương Tây đang cung cấp rất nhiều thứ tốt cho Ukraine, còn Ukraine sẽ không nhận được bất cứ điều gì. Bên cạnh đó, ông Alexei Arestovych còn lập luận rằng Ukraine nên nhận ra thực tế và bắt đầu phát triển theo hướng riêng của mình. Ông nói, cho dù chúng tôi có muốn gia nhập NATO và EU đến mức nào đi chăng nữa, thì chúng tôi cũng không được chào đón ở đó. Arestovych nhận xét rằng cái giá phải trả cho khả năng Ukraine gia nhập NATO là khởi đầu cho một cuộc chiến lớn với Nga, đồng thời nói thêm rằng điều tương tự cũng áp dụng cho các quốc gia phương Tây khác. Ông nói phương Tây chưa sẵn sàng trả mức giá này. Mục tiêu gia nhập một liên minh lớn của Ukraine là không khả thi và cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này là ngưng tự hạ nhục mình, để các vấn đề chính sách đối nội và đối ngoại sẽ được xử lý ở Kiev, không phải ở Brussels, Washington hay là Moscow. Ông lập luận rằng Kiev nên nhận ra thực tế và bắt đầu phát triển theo hướng riêng của mình, thay vì theo đuổi ảo tưởng đòi lại đường biên giới năm 1991 và gia nhập EU cũng như NATO.
Ông trích dẫn Azerbaijan, Israel và Hàn Quốc là ví dụ về các quốc gia không phải là thành viên của liên minh này và đang hoạt động khá tốt. Hôm 15 tháng 12, 26 trong số 27 thành viên EU đã đưa ra quyết định mở các cuộc đàm phán chính thức về việc Ukraine gia nhập. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một trong những người phản đối chính việc Kiev gia nhập khối, cho biết đất nước của ông không muốn tham gia vào quyết định tồi tệ này và rời khỏi phòng khi cuộc bỏ phiếu diễn ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố vào tháng 9 năm 2023 rằng ông đang đẩy nhanh quá trình nộp đơn xin gia nhập NATO của đất nước mình, đồng thời tuyên bố rằng trên thực tế, chúng tôi đã tiến vào NATO và yêu cầu được đưa ra là hợp pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó đã dội một gáo nước lạnh về ý tưởng này khi nói với CNN vào tháng 7 năm 2023 rằng sự thù địch giữa Kiev và Moscow cần phải chấm dứt trước khi đơn xin gia nhập khối có thể được xem xét. Vào tháng 11 năm 2023, Zelensky thừa nhận ông không biết liệu Ukraine có gia nhập NATO hay không. Đó là trên mặt trận ngoại giao, còn tình hình diễn ra trên chiến trường Ukraine cũng đang vô cùng bùng nổ, ngay cả khi chỉ mới bắt đầu những ngày đầu của năm. Hỏa lực của Nga đang trở thành một yếu tố đáng chú ý, với sức mạnh mạnh mẽ như một cơn mưa dữ dội đổ xuống Kiev trong những ngày gần đây. Sự gia tăng về cường độ và tính chất của cuộc xung đột này, đặc biệt là sự tập trung lửa của Nga và thủ đô Ukraine, đã làm dấy lên nhiều lo ngại và suy đoán về hướng di chuyển tiếp theo của cuộc chiến. Tiếp tục khai hỏa đầu năm, hàng loạt trung tâm đầu não của Ukraine bị Nga tập kích, phương Tây lo lắng nhưng viện trợ vẫn chưa tới nơi. Bộ Quốc phòng Nga ngày 6 tháng 1 cho biết, lực lượng vũ trang đã thực hiện 41 cuộc tấn công theo nhóm và một cuộc tấn công bằng hàng loạt vũ khí có độ chính xác cao và máy bay không người lái vào các trung tâm ra quyết định, tổ hợp công nghiệp quân sự và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1, các cuộc tấn công cũng đã được thực hiện nhằm vào các điểm nóng của các đơn vị quân đội Ukraine, các đơn vị theo chủ nghĩa dân tộc và lính đánh thuê nước ngoài. Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị tấn công, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định. Họ cho biết có 13 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng lực lượng Nga trong tuần qua, trong đó có 8 người ở khu vực Kupiansk. Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Nga đã đẩy lùi 4 cuộc tấn công của quân đội Ukraine tại khu vực Krasny Liman trong một tuần. Tổn thất của đối phương gồm hơn 690 quân thiệt mạng và bị thương, 2 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 24 xe ô tô và 5 khẩu pháo dã chiến. Ngoài ra, lực lượng vũ trang Nga tuyên bố ngăn chặn một cuộc tấn công của quân đội Ukraine gần Novoprokhorovka ở khu vực Zaporizhia trong tuần qua. Nga cho biết tổn thất của Kiev ở mặt trận này lên tới 350 quân nhân, 1 xe tăng, 15 xe chiến đấu bọc thép, 18 xe ô tô và 8 khẩu pháo dã chiến. Ở hướng Kherson, lực lượng vũ trang Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu 225 binh sĩ Ukraine, đồng thời phá hủy xe tăng, hệ thống phòng không Buk và kho đạn dược của Kiev. Ngoài ra, quân đội Nga còn phá hủy 2 xe bọc thép, 28 ô tô, 14 xuồng, 11 pháo và một trạm tác chiến vô tuyến điện tử của Ukraine. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào tháng 2 năm 2022, các lực lượng Nga đã loại bỏ 565 máy bay chiến đấu, 264 máy bay trực thăng, 10.459 máy bay không người lái, 447 hệ thống phòng không, 14.483 xe tăng và các phương tiện bọc thép khác, 1.200 hệ thống pháo phóng loạt, 7.639 pháo dã chiến và súng cối của Ukraine. Trong ngày 6 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận các hệ thống phòng không nước này đã loại bỏ một tên lửa chống hạm Neptune của Ukraine ở Biển Đen. Vào ngày 6 tháng 1, khoảng 10 giờ 30 phút theo giờ Moscow, nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công vào các mục tiêu ở Nga bằng cách sử dụng tên lửa chống hạm Neptune đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đã phát hiện tên lửa Ukraine và loại bỏ tên lửa này trên vùng biển phía tây bắc Biển Đen, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Không quân Ukraine thông báo, Nga đã phóng 29 máy bay không người lái tự sát vào Ukraine trong rạng sáng ngày 5 tháng 1. Có thể thấy trong thời gian gần đây, Nga đã thực hiện một bước ngoặt đáng kể trong chiến lược của mình. Chúng ta chứng kiến sự chuyển hướng rõ rệt từ Nga, từ việc áp dụng các chiến thuật thông thường sang những cuộc tấn công tầm xa với quy mô lớn đến chóng mặt. Nhìn vào những diễn biến mới nhất, ta có thể thấy rằng chiến thuật này đang phát huy tác dụng một cách xuất sắc. Những đợt tấn công tầm xa của Nga không chỉ gây ra những thiệt hại nặng nề cho Ukraine,
mà còn chứng minh sức mạnh quân sự vượt trội của họ. Qua đó hình ảnh một lực lượng quân sự linh hoạt, sẵn sàng thích ứng và thay đổi để đạt được mục tiêu chiến lược của mình được hiện lên rõ nét. Điều này không chỉ làm dấy lên nhiều câu hỏi về việc liệu đây có trở thành chiến thuật cốt lõi lâu dài hay không, mà còn làm người ta tò mò về lý do tại sao Nga lại có sự thay đổi này. Lý do Nga thay đổi mục tiêu tấn công tầm xa và Ukraine. Các cuộc tấn công tầm xa quy mô lớn cho thấy Nga có khả năng đã nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng liên quan ở Ukraine khi Kiev chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài. Tờ European Pravda dẫn đánh giá của tình báo quốc phòng Anh nêu rõ, các nhà phân tích của Anh lưu ý rằng Nga đã tăng cường cường độ tấn công tầm xa nhằm vào Ukraine kể từ ngày 29 tháng 12 năm 2023. Các lực lượng Nga đã triển khai một phần đáng kể trong kho dự trữ tên lửa đạn đạo và hành trình không đối đất mà nước này đã tích lũy được những tháng gần đây. Tình báo quốc phòng Anh đánh giá các cuộc tấn công mới đây rất có thể nhắm vào ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Điều này trái ngược với các cuộc tấn công lớn vào mùa đông năm ngoái, vốn tập trung vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Nhiều dự báo cho rằng Nga sẽ tiếp tục chiến dịch tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng như vào đầu tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, các hoạt động mới của họ cho thấy ít nhất có sự thay đổi tạm thời trong cách tiếp cận đối với các cuộc tấn công tầm xa. Cơ quan tình báo quốc phòng Anh cho biết, những người lên kế hoạch cho các hoạt động của Nga gần như chắc chắn nhận ra tầm quan trọng ngày càng tăng của năng lực công nghiệp quốc phòng liên quan ở Ukraine khi Kiev chuẩn bị cho cuộc chiến kéo dài. Trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Anh Rishi Sunak, Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo các lực lượng Nga đã bắn ít nhất 500 tên lửa và máy bay không người lái tấn công về phía Ukraine trong 5 ngày qua. Sau cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn của Nga hôm 2 tháng 1, Ngoại trưởng Dmytro Kuleba kêu gọi các nước phương Tây sẽ phản ứng và có hành động quyết đoán. Ông Kuleba hối thúc các nước phương Tây đẩy nhanh việc chuyển giao các hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine, đồng thời cung cấp máy bay không người lái chiến đấu và tên lửa tầm xa. Đánh giá trên diễn ra trong bối cảnh Thủ tướng Ukraine Denis Mihol cho biết nước này có kế hoạch tăng sản lượng cơ sở công nghiệp quốc phòng gấp 6 lần vào năm 2024. Ông Mihol nhắc lại tuyên bố vào ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Tổng thống Zelensky rằng công suất sản xuất của Ukraine sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2023 so với năm 2022 và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bổ sung máy bay không người lái, đạn pháo, đạn dược, xe bọc thép cho lực lượng vũ trang Ukraine. Viện nghiên cứu chiến tranh có trụ sở tại Mỹ trước đó đã đánh giá rằng các cuộc tấn công của Nga nhằm vào cơ sở công nghiệp Ukraine có thể nhằm mục đích ngăn chặn Kiev phát triển các năng lực chính nhằm duy trì hoạt động cho cuộc xung đột kéo dài. Tờ Telegraph của Anh cũng dẫn lời các nhà phân tích nhận định Ukraine có thể sẽ phải hạn chế số lượng tên lửa phòng không của mình trước tình trạng cắt giảm viện trợ của phương Tây để bảo vệ các mục tiêu mà nước này cho là quan trọng nhất. Điều này có thể sẽ làm lộ ra các điểm yếu ở những khu vực tiền tuyến quan trọng nếu Ukraine buộc phải rút khỏi hệ thống phòng không để bảo vệ những cơ sở hạ tầng. Video của chúng tôi ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.